灰色咪咪。mẹ có muốn đi xem phim với mình vào chủ nhật tuần này không? Sẽ vui lắm. À, chị vui quá à. Ừ, cái gì chị? À, chết, mới hỏi chị đã có muốn đi coi phim với bạn ấy không? Chúng em hồi hộp với chị quá à. Chị cũng vậy, chị là mình đang đi chuẩn bị. Em có muốn đi stand làm đẹp không? Dạ có, ý kiến hay chị, vậy thì mình đi thôi. Các em ngồi đi, đổ một tí nước nào trước khi mình đi làm trị liệu nhé. Nước đào ngon quá chị ơi, cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn các em, không có gì đâu. Đi, mình đi thôi nào. Thì mình đi coi nha. Kia luôn. À, ok, vâng chị nha.